Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị triển khai và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã công bố quyết định số 557 ngày 15 tháng 3 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt. Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng và mong muốn ông Võ Văn Tân tiếp tục phát huy ưu điểm, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực kinh nghiệm trong công tác cùng tập thể Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Ông Châu Việt Tha cũng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, thành viên Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tiếp tục tạo điều kiện tích cực hỗ trợ cho ông Võ Văn Tân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.